một nguyên tân tiếp theo nữa đó là mình cũng rất hay gặp đó là sử dụng các cái mỹ phẩm mà không có rõ nguồn gốc thì những sản phẩm ví dụ như cái kem pha, kem trộn trên thị trường mà không có rõ nguồn gốc thì có thể, các anh chị biết rồi, đó là có thể chứa các cái thành phần như corticoid mà sử dụng trong thời gian dài thì da người ta bị mỏng, bị nám, bị sắc tố. Có thể là không bị ngay trong những lúc mà điều trị đó, à, gọi là những lúc thoa đó, nhưng mà sau này về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới cái da có thể bị nám. Thì những trường hợp này các anh chị phải chú ý đó là mình phải cho dừng ngay cái sản phẩm người ta đang sử dụng, dừng ngay lập tức và mình thay thế bằng những cái sản phẩm an toàn đặc biệt là cái sản phẩm của chị Việt Hương thì cũng rất là tâm đắc mang về Việt Nam những cái dòng sản phẩm mà thật sự là được gọi là những cái thành phẩm an toàn đối với da thì đây là những cái điều mà bác sĩ Hồng rất là vui là bác sĩ da liễu thì quan tâm đến cái vấn đề đó là an toàn đối với da là cái vấn đề trên hết bởi vì những cái gì thoa lên da có thể là đẹp từ từ sáng từ từ lên từ từ đẹp một cách từ từ cũng được không sao nhưng phải là an toàn an toàn thì mình mới về cái da về lâu dài được